Rùa con tìm nhà. Có một chú rùa con nọ, khi mới được nở ra vài ngày, đã nhanh chóng tìm kiếm ngôi nhà mình ở. Chú rùa thấy tổ ong trên cành cây cao, chú cứ nghĩ đó là nhà của mình, chú rùa con liền ngước cổ lên và hỏi, đấy có phải là ngôi nhà của mình không ạ?" À? Thay vì trả lời, cả một đàn ong liền bay xuống phía dưới khiến cho chú rùa con hoảng sợ quá nên liền thụt cổ vào mai rùa và nằm im như tượng. Tiếp theo, chú rùa bò tới góc của một bức tường cũ, chú có thấy một cái hang chuột nhỏ. Rùa con đang tính chui vào trong hang thì liền bị một chú chuột từ bên trong chặn lại, cái hang này là nhà ở của chúng tớ chứ không phải ngôi nhà của bạn đâu rùa ơi thế là chú rùa con tiếp tục đi tìm ngôi nhà của mình khi tới một dòng sông nhỏ rùa con nghĩ rằng đây có thể là ngôi nhà mình sống ở dưới nước vừa nói xong rùa con liền nhảy xuống sông và bơi bơi được một đoạn ngắn chú rùa con lúc này đã đuối sức và mệt mỏi nên đành phải quay lại bò lên bờ lúc này bỗng tình cờ gặp ốc sên nên chú rùa liền hỏi bạn ốc sên có biết ngôi nhà của tớ đang ở nơi nào không ốc sên nghe vậy liền đáp trời ạ à, bạn rùa cứ nhìn vào tớ đi rồi sau đó hãy tự nhìn lại phía sau lưng của mình xem sao đến lúc này chú rùa con mới bắt đầu quay lại phía sau để nhìn chiếc mai của mình có lẽ chú rùa con đã hiểu ra vấn đề nên chú mỉm cười và nói với ốc sên rằng cảm ơn bạn ốc sên nhé nhờ bạn mà tới bây giờ mình mới tìm ra được ngôi nhà của mình rồi